nhà, chúc cả nhà một ngày tốt lành nha. Hôm nay Ngọc sẽ báo giá dòng xe Vario AB cho mình nha. Đây đi ạ. Đây là em AB. Màu này sẽ là màu tím iPhone. Màu này năm nay hot, bán chạy cực kỳ. Tím iPhone hầu như dành cho tất cả dòng xe luôn, dòng nào cũng bán được hết á. Ở đây Ngọc có tím iPhone nè, xanh lục bảo nè, trắng 3D. Thì màu 3D hiện tại là Ngọc đang bán với giá là 42. Còn nếu mình lấy màu zin, zin rẻ nha, zin chỉ có 39 triệu thôi. Đặc biệt lên mua cứ liên hệ trước cho Ngọc, Ngọc sẽ hỗ trợ cho mình 2 triệu tiền sang xe, dẫn người thân có tới có tiền cà phê nha. Rồi đây đi ạ. Đây là có Vario 125 phiên bản 2023. Có màu xanh lục bảo nè, màu xám đen nè, màu cam, màu tím iPhone, màu hồng và màu xanh tím đen 3D. Đó, toàn là những màu 3D. Thì ở dưới kho Ngọc sẽ có màu zin nữa. Nếu mà mình không thích màu này á, có thể liên hệ Ngọc đi, rồi Ngọc sẽ tư vấn cũng như báo giá màu zin cho mình nha. Rồi sẵn đây Ngọc sẽ giới thiệu luôn dòng Vario 160. Đây ạ, đây là có màu đỏ nhám. Đây là phiên bản nhập Indo nha cả nhà. Đây là màu tím iPhone. Thì giá Vario 125 á, hiện tại Ngọc đang bán với giá là 38 đến 40 triệu. Còn 160 sẽ bán với giá từ 45 cho tới 49 triệu. Tùy từng phiên bản, tại vì Ngọc có cả phiên bản chính hãng nữa nha. Đây có thêm màu hồng, hồng baby nha. Có màu cam, cam 3D. Thì đa phần những cái màu này là bên Ngọc sơn lại và sẽ hỗ trợ là bảo hành cho mình trong 1 năm. Đi bông chốt là mang ra sơn lại không tính tiền. Đây là có trắng xanh. Đó. Và đây là phiên bản của 2022 nha cả nhà. 2022 là nó mắc hơn 23 nha. Tại vì đa phần là em nó hiếm hàng á, chỉ còn có mấy chiếc thôi à. Đây là màu zin nguyên bản nè, xanh nhớt nè, kết hợp với lại bánh mâm màu vàng đồng. Đây là phiên bản zin. Còn ở trong nó Ngọc có xanh lục bảo và tím titan. Thì màu đó sẽ là màu 3D ha. Thì 125 của 2022 á là Ngọc đang bán từ 45 cho tới 47 triệu nha. Đây ạ. Đây có thêm Exciter nè, Exciter 150. Thì em này hiện tại chỉ còn 40 triệu thôi. Các bạn quan tâm thì gọi ngay để Ngọc tư vấn cho mình. Rồi đây là có CBR. Nếu mà bạn nào đang đam mê dòng mô tô mà chưa mình dạng kiểu phân khối lớn á, mà mình chưa đủ kinh tế á, thì liên hệ Ngọc để hốt nghe em này chỉ có 68 triệu thôi nha cả nhà. Và hiện tại Ngọc có hỗ trợ trả góp cho tất cả các dòng xe ở đây luôn. Mua chỉ cần trả trước từ 5 triệu. Đối với em này trả trước Ngọc khoảng tầm 25 triệu là mua được xe rồi. Thích em nào, quan tâm em nào, nhắn tin hoặc gọi điện thoại liền để Ngọc tư vấn cho mình nha.